Rồi ở phần bên dưới của vô lăng nhỉ, mình vẫn chưa nói đúng không? Là ở ngay bên tay trái thì chúng ta sẽ có những cái công tắc, thứ nhất là phần còi này. Cái thứ hai là bật tắt cái phần đèn chiếu sáng. Đó. Đây. Rồi tiếp theo. Đây, xi nhan. Xi nhan trái, xi nhan phải. Rồi đèn pha, đèn cốt. Đấy. Ở bên tay phải thì chúng ta sẽ có chức năng là phanh khi nén. Đây. Khi mình dùng cái này thì nó sẽ phanh bằng phần bô nữa, cho chiếc xe có cái hiệu quả phanh tốt hơn nữa các bạn ạ. Rồi chúng ta ở cái vị trí này có gạt nước, có các nấc. Thứ nhất là tự động. Tự động thì nó sẽ lâu lâu nó sẽ gạt một lần. Cái thứ hai là nấc thứ nhất, nhanh. Nhanh hơn nữa thì lên nấc hai. Ở đây thì chúng ta là nhấn là nút ở giữa để có thể là bơm. Đây các bạn thấy nước rửa kính lên rất nhiều. Đấy. Rồi. Qua phần khối động cơ thì mình cũng xin chia sẻ luôn là chiếc xe này sử dụng khối động cơ Cummins. Hồi nãy mình đang nói đứt đoạn là Cummins với mã là IBS ISB, xin lỗi các bạn. Mã là ISB 180. Cho công suất cực đại đạt được là 125 kW. Tính ra thì nó khoảng rơi vào 175 mã lực. Tại số vòng tua là 2.300 vòng trên phút. Cái con số này thì nó ấn tượng hơn chiếc B170 trước đây. Nhưng con xe này thì nó có cái vòng tua nó sớm hơn. Lên đến nó chỉ cần 2.300 vòng trên phút thì chiếc xe này đã đạt được hiệu quả về tốc độ rồi. Và chiếc xe này tuy là cái khối động cơ nhỏ như thế nhưng vẫn được trang bị hộp số lên đến 2 tầng nhanh chậm. 2 tầng nhanh chậm nhá tất cả anh chị. Đây, 8 cấp rùa thỏ. Và chúng ta chỉ có thể chuyển được cái hộp số 2 tầng này khi chúng ta về mo thôi nhá. Các bạn lưu ý nếu như có sử dụng mẫu xe này khi di chuyển trên đường thì cũng nên cẩn thận và nên làm theo những cái thao tác hướng dẫn kỹ thuật để cho chiếc xe mình bền bỉ hơn cùng năm tháng, cùng thời gian. Ừ, mà mình ngồi xa quá nên là nhiều lúc mà ở những cái chiếc xe này thì nó cũng có những cái hộp mà để gạt tàn ở phía tài xế cũng có. Và phía bên bên phụ xe thì cũng có một phần để chứa gạt tàn thuốc này. Ở bên cánh cửa thì cũng có những cái hộp chứa đồ rất là lớn. Hộp chứa đồ rất là lớn ở bên kia. Đấy. Nên là mình nghĩ rằng chiếc xe với mức giá mình chưa công bố đúng không? Từ lúc đầu video bây giờ thì mình vẫn chưa công bố cái mức giá bán cho tất cả các bạn. Đó là cái điều mà mình nghĩ là mình cũng hơi thiếu sót. Thì chiếc xe này đang được tập đoàn Hoàng Huy họ đang yêu cầu bán với giá là chiếc xe có cái thùng dài đến 9,5 m, trọng tải là 8 tấn đấy các anh chị, là đang bán với mức giá ở cái tháng này là 960 triệu đồng cho phiên bản thùng mui bạt. Còn nếu như là thùng kín thì sẽ đắt hơn 10 triệu đồng, là 970 triệu đồng. Còn với chiếc xe V180 phiên bản thùng dài 7,51 m và tải trọng là 9 tấn thì sẽ có mức giá là 920 triệu đồng cho phiên bản thùng mới bạt. Còn thùng kín thì cũng cao hơn 10 triệu đồng. Đây là mức giá mà tập đoàn Hoàng Huy công bố ở trong tháng 7 2019 này. Còn nếu như qua tháng 8 thì Tài cũng chưa biết là sẽ công bố mức giá bán như thế nào. Và hiện nay thì công ty ô tô Nhân Lực cũng là một trong những cái đại lý lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nhận được những chiếc xe đầu tiên. Nếu như anh chị có nhu cầu tham khảo thôi, chưa có ý định mua thì chúng ta cũng có thể đến đây xem xe và lái thử trải nghiệm một vòng. Tại vì ở đây mình thấy là sân bãi của công ty ô tô Nhân Lực cũng rất là lớn, đủ để chúng ta có thể chạy lên chạy xuống thử xem là số nó hoạt động nó vào êm hay không. Đấy, đó là những cái gì mà muốn chia sẻ ở trong video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình sẽ đeo seat belt vào và chạy lên chạy xuống một chút xem là khối động cơ mà mình giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn, các anh chị, nó thực sự ổn đến mức như thế nào. Sẽ lùi xe và tiến lên tiến xuống xem là cái khả năng vào số nó như thế nào nhá các bạn nhá. Thôi chắc ngồi công ty thì khỏi ha. Mình sẽ thử lái và xem rằng cái hệ thống phanh, chân côn và chân ga nó có thực sự êm ái hay không. Đấy. Nào, mình đang lùi xe lại.
chiếc xe khá dài so với mẫu trước đây B170. Nên khi mà chúng ta lái thì chúng ta cũng sẽ có cái cảm nhận lái giống như chúng ta đang lái một chiếc xe 4 chân vậy. Một chiếc xe cỡ 18 tấn chứ không phải là một chiếc xe dưới 10 tấn nữa. Số thì vào mình nghĩ là rất là nhẹ nhàng thôi. Ở cái cấp số đầu tiên là cái tầng chậm thì mình thấy là nó vào không phải là quá khó. Vào rất là êm, mình dùng tay nhẹ nhàng. Đấy. Đấy. Chân côn thì mình thấy là giống như là cũng có trợ lực hơi cho hệ thống chân côn. Còn hệ thống phanh này thì có trợ lực phần này chắc là trợ lực chỉnh lực này. Cho nên là đạp thấy nhẹ lắm. Vô lăng thì nói chứ vô lăng này trợ lực thủy lực thôi, nhưng mà lái cứ như là trợ lực điện đấy các bạn. Không thấy nặng. Nhưng mà khi như chúng ta tải hàng vào thì chắc là sẽ khác. Khi mà chúng ta tải hàng vào rồi thì chiếc xe thì sẽ lái nó sẽ khác hơn. Đây. Gương lớn cho tầm quan sát tốt hơn ở mọi điểm nha các bạn. Đó. Quan sát tốt ở phần gương lồi dưới này. Đấy, gương ở phía trên thì lớn nên là cho mình cái tầm quan sát của nó tuyệt vời. Đấy. Mình đang nẹt bô mà các bạn thấy không? Chiếc xe vẫn rất êm. Rất đã. Tuyệt vời. Mình rất là thích lái những cái mẫu xe tải mà nó lớn như thế này các bạn ạ. Bởi vì khi mà các bạn lái một mẫu xe lớn ấy, mình lái một chiếc xe tải, mình ngồi mình cảm giác là mình ngồi rất cao, quan sát rất đã. Nhưng mà lái xe tải thì tất nhiên chúng ta vẫn phải đối mặt với việc là có rất nhiều cái điểm mù ở trên chiếc xe. Nên là mình nghĩ rằng cũng khiến những bác tài chạy xe cũng mệt mỏi khi mà lái những chiếc xe lớn như thế này. Và mong rằng những cái người tham gia giao thông cùng trên những tuyến đường, những giống như là xe nhỏ hơn thì cũng nên nhường xe lớn ở trong những cái khúc cua và những khúc đường hẹp, cũng không nên quá bon chen chạy sát vào xe làm gì, bởi vì xe thì nhiều điểm mù hạn chế ở trong việc lái. Đây, ôm cua này, ngoặt cua này. Đấy, bạn thấy sao? Lái ngọt phết đấy chứ, lái ngọt phết đấy chứ. Lái êm ái đấy. Nhưng mà có cái điều hơi đáng tiếc ở trên cái mẫu xe này các bạn là chiếc xe này nó lại không được trang bị là lên cái kiểu nâng hạ cabin bằng điện cho nó tiện cho tài xế, các bác tài khi mà lỡ may xe có sự cố hỏng hóc trên đường. Cho nên là khi mà chúng ta muốn sửa xe hoặc là muốn nâng hạ cabin ấy thì chúng ta sẽ phải dùng cây gậy, chúng ta chọc vào và chúng ta bắt đầu nâng hạ từ từ bằng tay, bằng cơ. Nhiều lúc là cũng khiến chúng ta mệt mỏi trong quá trình vận hành kiểu đó. Đây, xe lớn nên là nghĩ rằng khi mình vận hành mình đang lùi lại vị trí cũ. Vừa nãy thì mình có lấy xe ra để quay review. Đấy, cho nên là bây giờ mình đang lùi xe về vị trí cũ. Rồi, đứng coi này, chúc đi. Rồi, sao bên này? Quá nhiều.
Chiếc xe hơi dài cho nên là khi mà chúng ta vận hành thì cũng hơi khó khăn một chút. Nhưng mà mình hy vọng rằng với cái buổi chia sẻ nhanh ngày hôm nay của trang bên xe.vn sẽ mang đến cho tất cả các bạn cũng như các anh chị một trong những cái hình ảnh đẹp nhất về một mẫu xe phải gọi là, nếu mà gọi hoa hậu chắc là nhiều anh chị gạch đá lắm, nhưng mà cũng phải gọi là rất đẹp, một trong những là cô tiên, những cái nàng thơ cũng đẹp của xe tải dưới 10 tấn. Hy vọng rằng với cái chia sẻ ngày hôm nay cộng với cái giá bán thì đây là chiếc xe 2019, cộng với nó là động cơ khí thải đạt chuẩn Euro 5 với những cái chi tiết hoàn thiện như thế này, với mức giá thì cao hơn phiên bản trước lên đến 200 triệu đồng. Các bạn và anh chị nghĩ sao với chiếc xe này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên là mẫu xe này có đến 2 phiên bản, một chiếc thùng dài 9m50 và một chiếc thùng dài 7m51. Nó vẫn có hai sự lựa chọn riêng biệt cho chúng ta. Thùng dài thì chấp nhận là tải trọng sẽ giảm bớt còn 8 tấn. Còn thùng ngắn thì tải trọng vẫn là 9 tấn. Thế cho nên hãy đồng hành chúng tôi. Và nếu như có nhu cầu thì đừng ngại ngần đến với công ty ngày hôm nay đã tài trợ chúng tôi có cái video thú vị này cho tất cả anh chị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các vị và anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay.